Hello mọi người nha, chào mọi người trở lại kênh của mình nha. Thì giờ cũng tối rồi mọi người. Thì nói chung là hôm nay mình chơi cho tới các bạn. Tiếp tục lại là Mỹ Sương Linh vậy. Thì nói chung là lát mình điện Sương Gai coi như thế nào. Thì tụi mình phải chia đội nhau bạn người. Chia 50-50, 50 bên kia, 50 bên đây. Thì bên đâu thì các bạn theo dõi video mình nha. Thì các bạn hãy nhấn like đăng ký kênh. Ok, thì giờ mình sẽ bắt đầu dấu cao. Chuẩn bị mình cho tiếp theo với mình nha mọi người. Qua uống trà nè. Dạ. Chịu gì vậy, kể tao nghe coi. Chịu nói chuyện với bà Sáu Lô Bô, tao không nghe nói gì. Cái gì vậy? Em mát anh là anh Quy ảnh đòi đi chơi bỏ công việc. Thấy bình thường mà, cho nó đi chơi đi, lâu lâu có ngày mà. Lâu 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 được ngày, gái kiếm được má tao, gái mà kiếm tao tao cũng mừng. Em không biết sao nữa trời. Rồi nó kiếm nào sáu muối vậy, cho nó kiếm đi. Rồi. Thôi đâu thì nó đi chơi, kể nó đi. Tại vì á, không kêu em là tối ở nhà đi, đặng đi quay. Quay tóc vậy đó hả? Không. Cái ông đi ăn vậy đó hả? Dạ không đi. Ông đợi em nhà. Mà không biết có đi không á. Nghĩ là không. Giỡn mà. Nói mà đi đâu mà. Mày đó. Em cũng 50-50 chiều tặng bông luôn á anh ơi. Đầu gà đi ngang tao thấy gì đâu. Thấy đi ngang phớt ngang tao thấy gì đâu. Lên đây kiếm em. Em tưởng kiếm anh Quy. Em tưởng nó mua mắm guốc. Giật hồi đem ra ngoài cái bà nó bà thích bọng gì đó. Quy điện tao làm gì nè, nghe không? Nghe. Thôi mày không quan tâm tới nghe làm gì. Nghe đây, cống nói gì. Nghe. Dạ. Cống sao? Cái này bấm tao không bấm nghe, tao có nói gì. Để tao. Hello. Hello, anh đang đâu anh? Anh đang ở nhà nè, có gì không em? Đi Long Bình không? Đi Long Bình làm gì? Đi uống cà phê nè, bạn chịu uống cà phê. Uống dài à? Bạn là chịu đó. À, các bạn còn chiều rước mày hả? Dạ. Thôi đợi chứ, đi không? Anh chạy bạn trước nha, chạy bạn sau nè. Biến ngay. Chắc tao không đi đi mày, bận chuyện đi không được. Đi đi đó đi, hai bay đi đi. Rồi. Anh đi có đi không? Đi làm gì tao, là hẹn hò đi làm gì tao. Em cũng muốn đi không? Nếu ngủ mày đâu đi. Đời quê là quê là quê chúng mình quê quá. Quê là quê chúng mình quá quê. Đâu vậy? Giờ ngủ. Uống trà nè, ngủ gì vậy này mới mấy giờ? Mệt quá. Bây giờ cũng bị sao mà ngủ rồi bao lâu em mới về đây lại? Em có khi em vô vào lịch thơ mà. Dạ, mà bao giờ em học Cần Thơ đúng không? Cần Thơ từ đây xuống dưới khoảng 3 tiếng. Nếu mà đi xe máy á, là 3 tiếng, còn mà đi xe khách là tầm 4 tiếng thôi. Đi xe máy vậy gì cuối tuần nhiều khi em khỏi về cũng chạy dưới rồi nhiều khi cuối tuần em khỏi về em chạy dưới chạy dưới thăm rồi xin lâu thì tuần xin nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật nữa chứ là chiều thứ bảy em chạy dưới xong cái chơi một ngày cái chiều chủ nhật em chạy về lại cũng tiện. Năm nay là năm ba, năm nay năm ba còn năm nữa. Em mới đầu năm ba. Ừ. Chưa hết kỳ 1 mà. Được. Chuẩn bị thi kỳ 1. 1, kỳ 2, xong cứ qua năm 4. Năm 4 là em đi thực tập á. Năm 4 thì tập nhiều, không có thời gian. Nếu mà sắp xếp được thì đi dưới hoặc là về đây chơi. Nên xuống thăm. Nhiều khi ổn áp cái tốt nghiệp xong cưới cũng chứ. Tình yêu chín mùi thì cưới thôi. Không gì khi sợ tình yêu lũ lâu cũng không chừng.
kiểu như người ta thương nhau cái 8-9 năm đó, người ta chưa cưới, mà nhiều khi cái con người ta quen chỉ 1-2 vài tháng người ta cưới. Giống như tự nhiên cái thời tới cả kiểu duyên tới hay sao. Ủa sao mà sáng em ra hỏi Xuân kia Xuân chở ra? Tại em không biết nhà anh đó, với lại em thấy anh với Xuân có chụp hình chúng nhau á. Không chừng gì đó, chứ không có gì đâu, chỉ cái hơi vô duyên chứ thôi. Không sao đâu. Dạ. Cái hơi vô duyên chứ hơi lùng xíu à. Mày gọi. Không có xong. Mẹ ơi, con mới có qua à. Để con kêu em chờ cửa con, mẹ ngủ đi, nào con về. Chừng gì đó chứ không có gì đâu, chỉ có thấy tính tình vậy đó, nhưng được cái là lùng với hơi vô duyên tí à, chứ có sao. Rồi rồi, mày xong rồi. Không, nếu nó thẳng ra không cọc thì cũng có cọc, chứ là có cái là hơi quạo xuống thôi. Nhưng mà thấy gì đó chứ quạo chứ để bụng gì đó, để bụng chứ cũng không được lâu đâu, có chừng 3-4 năm mà. Mà để hôm nay là sáng mai đi sớm rồi. Dạ đúng rồi. Sáng mai đi sớm. Vậy để anh sắp xếp cái từ sau đi dưới. Dạ. Thứ bảy rồi anh xuống anh cầm cái giờ một ngày cái chiều chủ nhật anh chạy về. Mà chiều lúc Xuân chở em ra cái anh đi vừa đi ra cái anh gặp em nói anh hết biết cái gì luôn. Người ta đợi Xuân về đi người ta hái nóng đẩy ở đó rồi xong rồi nó nhảy ở đó đu buồn. Thì lúc mà em chưa nói em cũng có kêu về mà có chịu về đâu. Thì nói ở về đi anh có gặp anh có công chuyện rồi xíu về sau. Cứ theo hỏi em là có công chuyện gì hoài. Hay gì đó chứ cũng vô duyên xíu thôi. Nhưng mà được cái lùng à. Hơi tò mò. Ừ. Đúng rồi, hơi tò mò mà không phải. Nhiều khi ta nói là nó anh đi chơi. Ủa? Mạng anh mắc gì nói xấu em. Nó xấu đâu trời. Em nghe hết trơn nha. Nó xấu đâu. Em lùng chứ em không có điếc. Nó nói xấu đâu. Ta nói chỉ tính tình vậy thôi chứ được cái là chiều cao không được cao xíu thôi. Là chỉ có dặn cái gì chứ không có đây bụng đâu, lo chỉ có 3-4 năm mới bỏ. Ủa chị Xuân đâu đây vậy? Tôi đi uống nước. Uống nước. Uống nước chân ai? Tôi nè, chân tôi nè, tôi đi được. Chị đi uống nước với ai? Nè, kêu em ở nhà không có được đi đâu hết trơn. Anh đi chơi bạn anh xong anh còn nói xấu em nữa. Anh nói anh đi chơi bạn anh rồi xíu tối anh về. Anh để chảy suốt đời. Ủa rồi chú Duyên, bởi anh nói gan không? Đúng. Giờ chị nói chị đi với bạn chị rồi bạn chị đâu? Bạn em rồi bạn đâu? Rồi bạn đâu? Bạn em chưa lập. Đi với bạn nào? Tự nhiên bạn em hỏi anh mới vô duyên á. Chị gần hai em đúng không? Gần gì? Trời. Có không? Cái quán người ta làm gì? Em vô đem ngồi tự nhiên gỉnh gì? Em vô sao tình em nghe không nè, nói xấu vậy nè. Ủa mắc gì bàn một đống bàn không lợi đó ngồi đây. Chỗ người ta ngồi lúc giờ. Lạ lùng. Đúng rồi. Nói gì chịu. Đúng rồi, nói gì chịu rồi. Thấy ghét rồi đó nha, bực bội đó. Ai làm gì thấy ghét? Ghét không? Anh đi về quán chưa? Thì về trước đi chứ anh không xong rồi anh dạy anh quay. Không rồi. Em thời gian em có hạn dữ lắm, em ở nhà em đợi anh hay gì. Rồi mắc bà tự bà anh chạy qua đây kêu về quay. Tôi đi uống nước với bạn tôi. Rồi sao mà kêu về quay chưa? Thì bây giờ tôi nghỉ uống nước tôi đi về quay đó. Thì về trước đi anh uống xong anh chạy về. Đi về đi. Tôi không có giỡn đâu. Sao mà lạ lùng được chứ. Đi về không? Anh nói về quay không? Anh trước. Kêu anh bỏ công việc đúng không? Không có. Anh xin anh Hải rồi. Không, anh Hải nó có xin đâu. Ủa hình như hồi chiều em nghe anh Hải nói là đâu có. Tối nay đâu có gì đâu. Nhưng mà anh nói với em á là anh đi chút xíu anh về anh quay. Giờ này mới có 7 giờ rồi. Chút xíu rồi anh về ơi, 7 rưỡi quay. Em có công chuyện riêng của em nữa. Làm gì? Bây giờ quay thì anh đi về quay. Còn không để tới đừng nói chuyện với em. Đừng quay gì nữa trơn á. Sao mà lạ lùng đi quá. Uống nước miếng nè. Em có nước mà. Vậy ngồi ở đây. Không cần. Ngồi đó đi em nói chuyện có xíu anh về. Có đi về không? Em nói chung là bây giờ em bận dữ lắm. Ngồi đi em nói chuyện xíu anh về. Anh kêu em ở nhà. Ê. Quay đã cái anh đi chơi.
đang bàn công việc. Thấy bực bội lắm rồi đó. Đang bàn công việc. Từ sau gì? Từ sau cho nên hãy nghỉ đi ký hợp đồng rồi. Cứ gì đó nghe nó cứ gì đó. Cứ gì? Cứ ai? Con thấy rồi nói gì chịu rồi. Nói đúng không? Ủa. Ủa gì vậy? Nên nghe. Em ngồi chứ. Chị qua đây chị ngồi đi. Rồi em qua đó. Gái bị gì chào. Ủa chị ơi. Ngồi đó đi. Nè, ngồi cặp vô nè. Rồi đường nào chen vô. Nói chứ, về trước đi. Rồi anh uống nước xong anh về. Anh đang bàn công việc. Uống nước đi, anh đang bàn công việc. Rồi tự nhiên cái tôi tỉnh ra đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thì thời gian của chị có hạn. Thời gian của anh Quy bình thường đâu, anh ngủ quay bên quay đó. Dạ, bữa có 7 giờ rồi. À, em về trước đi rồi. Anh chốt việc anh đi chơi đó. Thì anh sắp xếp công việc ảnh, anh mới đi có với em xếp đâu, ổng kêu em ở nhà đợi xong rồi cái ổng đi chơi với đó chứ có được không? Chứ có được đi. Nói gọi là sao ở nhà đi. Anh hỏi với chị đó là mấy giờ về? 7:30 mà giờ này mới 7 giờ à. Ngồi uống nước nói chuyện với em xíu rồi mới về. 15 phút. Anh quay được rồi đó. 15 phút. Em quay rồi anh còn đi công chuyện đăng đăng. Em giờ thì em đỡ anh hay gì? Không em vừa về tới bển là anh chạy về rồi. Anh ngồi nói chuyện xíu 15 phút nữa chứ nhiều. Em về bển cái em ngồi em đợi anh nữa rồi anh đi về quay nữa. Anh tại anh về anh ghé anh mua đồ ăn cho em nữa. Bây giờ một là về, hai là không, hai là về em xóa hết để tới anh không có kêu em quay bọng gì nữa trơn á. Ngộ lạ lùng liệt trời. Sao mà đỡ đi uống nước rồi nói chuyện bàn công việc mà. Sao mà. Ủa ví dụ như bữa nay không quay được thì sáng mai quay cũng được không chị ơi? Không có được nói. Hứa quay. Anh hứa là 7 giờ rưỡi mà giờ mới 7 giờ miễn, à. Miễn là đúng giờ anh quay về thì thôi. Ừ. Thôi đi bây giờ đi về đi. Mới 7 giờ à. Bây giờ mấy anh đi về rồi quay đi rồi ngày mai anh đi cũng được mà. Ngày mai toàn, sao đỡ được. Thủ. Anh tranh thủ qua đây ngồi nói chuyện với bạn. Ngày mai á em đi Cần Thơ rồi chị. Ừ, bạn ngày mai đi về Cần Thơ học rồi. Tháng sau. Tháng sau cũng được mà. Tại em nói chuyện bữa nay cho xong. Em về rồi xong cái anh Quy bận rồi sao? Đúng không? Nói chuyện cho xong để năm cuối. Vậy là vậy ngồi đây đi anh nói chuyện xong rồi anh về với em. Vậy là bữa nay chủ nhật sáng mai em đi sớm đúng không? Vậy là ngày tuần sau anh xin nghỉ chủ nhật. Anh xin nghỉ về nghỉ quay hả? Ủa người ta đang nói chuyện anh xin nghỉ một chị, ngày chị xong mà đến chị đi. Em cũng là chung công việc với anh Quy mà sao chị chiếm hữu sao quá à. Em phải chiếm hữu nhưng mà anh chị đang sắp xếp anh chưa xong nữa. Anh nghỉ một ngày để anh đi Cần Thơ đi công việc. Không có được đâu, nói chung là bữa đó quay dữ lắm. Lịch sao mà full nhìn... rồi, full lịch rồi. Full lịch quay rồi anh Hải mới cho nói em á. Ủa sao anh Hải không điện? Để tôi điện cho anh Hải coi. Về về trước đi, anh ngồi nói chuyện trước anh về. Ủa anh đuổi em hả? Không có, anh nói em về trước đi. Hồi sợ chiều mưa. Giờ em thấy anh có bạn anh đuổi em hả? Phải, không có đuổi. Anh sợ á, trời mưa em về. Không được, em về trước đi, trời mưa á. Mưa đâu mưa? Mưa, hôm sớm mình chạy qua nói chuyện. Chạy em đi. Anh nói chuyện đi, anh ngủ quá à. Em làm gì anh giờ, anh ngồi anh đợi giờ quay mà. Chủ nhật thường chủ nhật mà nếu mà lịch full lịch á thì chủ nhật tuần sau. Hay như em về đây. Sao mà đỡ được. Tại vì mình tập nó thì đâu có lịch chắc đâu. Với cả là trong thời gian mà em chưa thi tốt nghiệp thì lịch học của em ít lại rồi. Ừ. Em được chống nhiều hơn. Nhưng mà khi ra trường rồi mới đi làm rồi nhiều khi tăng ca thứ bảy chủ nhật nữa. Tại vì tranh thủ. Mà chưa chắc gì em công tác ở huyện mình, ở xã mình nữa. Ừ. Lỡ như khác huyện, khác xã không? Thì em có đi phải... qua đó luôn. Được không? Được. Rồi nè, 7 rưỡi rồi nè. Sao đó được? 7 giờ lắm nè. Ê, 7 giờ 10 nha. Còn 5 phút nữa. 5 phút nữa thôi. Giờ có liên lạc đó thì giờ người ta nói. Sao đó được?
chị không nghe người ta nói thôi. Mời nhắn tin nguyên một ngày cũng không bằng nói hai câu nữa. Nói trực tiếp hai câu nữa. Đúng rồi. Nãy giờ dữ lắm rồi, giờ quay. Còn 5 phút nữa, 5 phút nữa đi về, đang nói chuyện mà chưa xong công việc nữa. Thay vì chị ngắt lời của anh Quy để cho anh Quy nói chuyện với em đi. À, nãy giờ em có ngắt lời gì đâu. Mà chiều em nói em không gặp mặt anh nữa mà. Bữa nay là em đi uống nước, em đi cà phê với bạn em. Ủa anh chờ mưa hả? Anh nói nó chắc mưa tạt hay sao á. Như ta đi động về hay sao á. Đợi đi sao đó. Rồi thời gian phải như đậm đậm tí nữa mình đi ăn. Vậy cũng đang là có quán ăn bên này nè. Gió gì thằng này chứ nè. Gió đông. Ờ chạy ra cái quán đó em mới đi hôm kia á. Phải như chiều là mình đi liền biết đi đâu không? Là mình đi qua bên Bầu Nai á. Rồi nè. Chưa. Nó lại mà gọi nè hoài. Chưa. Bộ giờ em... thời gian em dây thung cái gì coi chứ vậy? Ừ. Em nói rồi mà công việc em đăng. Em giờ em còn đi công chuyện đó, em nhín thời gian quay. Xong cái giờ anh đi chơi anh bắt em ngồi đợi chưa từng thấy ai chưa. Anh nói với em ở nhà đi 7 giờ rưỡi anh về anh quay. Ôi đó mà đi anh muốn nói em là anh đi công việc mà. Ừ, chị nói đi với bạn chị rồi bạn chị đâu mà chị nghĩ đây. Bạn em chưa có lợi. Nãy giờ bây giờ 10 phút rồi đó mà chưa lại. Ừ. Rồi tự nhiên cái tóc ngang cái gì đó, kêu anh về rồi về theo rồi bỏ bạn rồi ngồi đây. Bỏ bạn đi, bỏ hết đi. Ủa duyên lát ba anh mắc bạn này anh cũng phải chở bạn này về nhà. Rồi mất tốn thời gian nữa rồi đó, là bây giờ tranh thủ anh đi về kịp rồi đó. Không hiểu luôn. 7 rưỡi mà đây bệnh có 10 phút à, trở về nhà 5 phút chạy đảo lên đó là đủ không, thời gian quay. Em thấy chị này giống kiểu như kiếm cớ đi với bạn hơn. Bây giờ em có mấy bạn về thì đang bạn ta sao mà chị ngộ quá chị ơi chị. Vậy thôi em quay với anh đi. Cho bạn quay chung. Mình phải chia sẻ với nhau chứ. Mình phải share. Đúng rồi, nếu được thì chị... Ngoài em quay với anh đi. Thấy em? Chỉ cho quay thì nghỉ thôi. Vô duyên. Tại nó một lạ lùng thiệt chứ. Tại người ta nói giờ anh... Sao đó được? Nhiều quá em nhạy cảm. Sao đó được? À, cái tiếng từ... Biết đâu, người ta đi đầm mới vậy. Nước đi xong rồi về. Còn mấy em ăn gì không? Anh điện cho em ăn nha. Không, em no dữ lắm rồi. Uống gì ngon. Anh tính về á, anh ghé bọc chạy bọc qua đây nè, mua đồ ăn về cho em. Để mua bún bò. Cảm ơn. Bữa em phải ăn, thích ăn bún bò. Tỉnh chạy vòng qua đó, vòng qua bên kia mua bún bò cho em ăn. Thôi đi no lắm rồi. Bây giờ sao? Nói chung là em đợi giờ quay đó. Còn mấy phút là xíu đi. À anh nói không quay đi. Trời ơi. Thôi từ từ. Bây giờ nói chuyện dứt khoát cái chuyện cho xong đi rồi. Dứt khoát cái gì vậy? Là xong cái câu chuyện mà đi về gì đó. Ờ vậy giờ em về trước đi. Anh nói chuyện xong anh về. Nếu vậy thì đánh vậy đi. Tự nhiên cái đuổi lên về đợi anh, và anh không về thì sao? Anh hứa với em anh về là anh về. Có khi nào mà anh hứa mà anh không về đâu. Giống như anh hứa tối ở nhà quay anh đi chơi đó. À anh sớm anh đi anh có nói rồi ở nhà đi. Chút xíu nó khoảng 7 rưỡi anh về. Đáng nhà anh tao quay đâu đó được. Anh đi chơi. Đi chơi anh đi bàn công việc chứ đi chơi đâu. Vậy giờ trước đi anh ngồi nói chuyện xíu anh về. Em thích ngồi đây đó. Vậy mình nói chuyện tiếp. Ừ. Là tính ra là thứ mà chị là một tháng đó có, nếu mà có khi làm về đây có khi làm đi xuống dưới. Ừ, đúng rồi. Ừ. Nếu mà thường thường nó sẽ rơi vào ngày chủ nhật. Nếu mà em có lịch chống nhiều thì em sẽ đi về đây. Cái gì? Ta vuột dép bù không thấy trên đời này vuột dép hay gì mà hỏi cái ghê. Má mặc dày ghê đuổi không chưa về. Không phải. Vô diễn về chỗ người ta ngồi có kêu đi về. Đi về mẹ đi bà nội ơi. Tự nhiên đi về hả?
kêu mấy anh có ảnh chị này giờ đi biết tao mệt lắm không mày không về với tao chứ mày không biết làm gì ba của ba luôn ba luôn mày lái gì mà đỏ mưa lắm nhân quê con lắm đi vô chào nãy giờ mà có mưa bảnh nghe mưa con á vô duyên không mà ước là những cái con lớn thì theo trai ta tao đuổi con về theo trai gì? Bữa nay cũng quay đâu mà cô qua đang nghỉ nó làm cái gì? Ảnh kêu quay thì em qua đem ngồi độ quay thôi. Anh quay. Nãy anh nói là tối nay anh có quay. Anh quay gì đâu? Bật dây á. Quá đáng thứ mà đó nghe. Ta đâu nước thì riêng tư của ta giờ đi đây nói chuyện sao? Chuyện nhau này. Chuyện nhau này. Thầy nhắc lên cái chuyện quay bây giờ kìa. Chị nhớ đi anh chiếm dài. Đâu? Thôi mãi ra ngoài có quay không? Có quay đó rõ ràng vậy là chị nói chấp tại vì anh hẹn em là quay bên ảnh à anh có hẹn không anh nói xíu anh dài thôi anh chưa có hẹn quay giờ anh chưa đúng giờ tao quay video nè tên bê nè bây giờ anh có quay không em về trước đi xíu anh dài thì anh cho là anh đuổi em đúng không không có đuổi anh nói em về trước đi xíu anh dài thì anh cho thời gian là 8 giờ gì đó rồi anh có mặt ở nhà rồi quay vậy thôi 7:30 gì đó 7:15 mà mày đi về bây giờ anh đuổi anh bây giờ anh đang mũi cắn thiệt nhưng mà anh thấy em quê lắm á ta đang nói chuyện với gợi người ta mà lỡ nó bu nó làm gì ủa ta bộ em ghen hả vậy ghen gì chờ tự nhiên ghen không ghen chứ không ghen lại đây làm gì em đi uống nước với bạn em nhưng mà bạn đâu? Bạn nãy giờ 15 phút rồi lấy bạn ở nhà bạn nào? Bạn nào? Dạ. Nãy giờ như ông ngoại nãy giờ ông ngoại đi xách xe đi về rồi mà nói hoài. 15 phút đồng hồ nãy giờ bạn nào? Bạn về lấy vợ mày ngoại kìa. Nó chạy đi về. Đi về má hơn má. Mày ơi chờ con ngoại đang nghỉ con. Ê. Ê. Ai chung nói này. Về kìa quay. Về kìa. Dặn rồi kìa. Dặn luôn rồi. Mấy mày đang nghỉ làm gì? Chuyện mình đâu nghỉ làm gì? Mình qua tới đây rồi. Không có chuyện mình đâu. Không có gì. Tính đưa về không có chuyện mình đâu. Trời. Từ. Tao đang nói chuyện mà tự nhiên tóc ngang vậy. Chuyện qua cho người đó chứ biết đi. Dạ. 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 Làm bộ đi qua lại cho lâu quá vậy. Nè. Mặc áo mưa vô. Trả đây để lên. Đây. Dạ. Mặc áo mưa đi lại trời mưa đó. Mặc áo mưa vô đặng cho tao biết. Trả chị qua đây. Đánh gà cho tao giải quyết. Vô chân mày xin cho tao nhẹ tóc ngang rồi vậy. Thì anh nói chuyện nè như vậy. Nè mày nghe nãy nói nè. Tao không mày đâu tao nói dốc vậy. Vô đây. Chuyện mày với tao. Tả lên. Tả anh. Dạ không cho anh coi mặt nhảy coi. Đã nói rồi rồi. Anh Quy á. Quy. Ôi trời ơi. Quy đây coi. Mày quen con Sơn không hợp đâu, quen Ly mới hợp. Trời ơi. Ờ đi ra luôn nè. Đưa hưởng đưa hưởng. Đi lên cảnh nói đi. Mày đừng quen cháu ngoại tao. Mày quen Ly kìa. Quen gì quá. Hoài luôn em quét cái laptop quá cầu. Laptop. Laptop. Chìa khóa đi về. Thôi mà giỡn nè, anh em giỡn. Dạ. Mẹ nãy nói kìa. Giữ nước nè. Đưa đây coi. Đưa báo. Giờ không trắng nha coi. Nè, tôi nói mày nghe nè. Anh Hải á. Khóc rồi kìa, khóc rồi kìa. Vậy là yêu rồi đó. Vậy có yêu không chẳng rồi đó. Phải không? Có yêu rồi đó. Đây là cặp tình yêu lãng mạn nhất. Gửi đây tao quay không được cái gì, mày quay. YouTube. Khóc rồi, khóc rồi. Lên chắc có đây là yêu á, chắc có lẽ đây là yêu á. Có lẽ đây là yêu á. Đi vô đây ngồi nè. Đi vô nè. Đây nè mấy bạn ơi. Đây nè, tôi mới kẹt hồi đó giờ tôi mới thấy trong đời hai mấy năm nay cái mặt này nè, mặt nè. Mặt này với mặt này nè, mình thương nhau không chịu, không chịu chứ mặt mớm kìa. Tao chưa bao giờ thấy cảnh mà thằng Linh nó mua cây bát cho con nó chơi mấy em heo chơi. Mày tắt cái lát coi, mày này tắt lát coi. Vô đây. Không. Đó vậy thấy. Con này mới khùng hơn cái gì nữa. Vô đây nè, giỡn, đi vô. Bà nãy kêu quen Quy đâm chịu. Đi bà quen em Quy, bà nội với đội tôi bà nhiều quá mất hay. Nói chung là các bạn yêu cầu nhiều quá. Ê, nó dài kìa. Không dài đâu. Lúc nào cho đây.
nên mình cảm ơn rất là nhiều nha. Thì nói chung là dặn thôi, thì nói chung là đốt nhà người ta tới đây được, đốt nửa nhà được rồi, còn nửa nhà để người ta ở đi. Quý vị biết không? Không, không. Tự nhiên, ở vô, nổi này cho anh chứ đâu.